Đậu ở trơn rồi. Cả nhà ơi. Hello. Anh Minh, Thanh Thảo, Hoài Anh, Nhỏ Quỳnh. Phương Trinh, Xí Muội, Trần Thạnh, Hà Như Ngọc. Hello chị Nguyệt Lan, cảm ơn Trần Thạnh, Úc Hiếu. Ngân Sally, chào anh Nguyễn Huy. Phụng Dương, Trần Thanh Thủy, Bếp Bên, Nhận Thái Thị. Hello, chào bé Ngân. Bổ Sơn Nhạc đã mất tiêu chưa trời? Khánh Tâm hai đây. Bấy lâu mà dây bầu mày còn Nguyễn Quốc Dũng. Nó làm gì nhà chưa cưng ơi? Xin chào anh Đạt. Đời xa mưa gió, mưa eo gió bèo cây. Xe bắn qua sông đêm lẻ về, nước tuột luộc dây. Trời xa mưa giông thu buồn. Chào Cương Quân. Bé Tâm hồi nhắn tin với chị với hai. Hello chị Sandy Huệ, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Thư. Xí bụi để anh xóa bài. Để hai coi có bài nào vui vui không. Là Nguyễn Thiên Hạnh, Nhỏ Quỳnh. Kiệt Nguyễn, anh đâu biết hết cái đó đâu. Nên Sally Thiên Hạnh. Ở 26 em có mở ban cover. Để ta biết đi về đâu. Em đói rồi cha để cho lòng ta nát tan. Bao nhiêu yêu thương giờ là mây khói tan rồi. Anh sẽ không bao giờ nghe em nói nữa. Dĩ vãng đắm đuối giờ đây cũng chẳng là chi. Khi đã mang hết đi bao niềm tình với ai. Đêm nay ta uống thật say cho hết nỗi buồn. Hãy yên tâm đi rồi ta sẽ quên đi thôi. Lời yêu thương đến nơi môi em vừa mới trao. Còn đầy hơi ấm với những chiếc hôn ngọt ngào. Cớ sao lời xua tan đi giấc mơ ngày xưa. Lòng quặn đau khi em thua vui với ai. Hỡi ơi giờ đây còn như giấc mơ lạ thay. Chị Mỹ Hạnh, Ngọc Châu con. Wow, anh Hải Long. Henry. Dạ, em cảm ơn anh. Em chịu. Em cảm ơn hai. Yên tâm, nó kêu em mở cái bài nào vui vui, em mở bài này mà nó không vui. Để kiếm bài nào vui vui mở cho nó nghe. Rồi bài này vui rồi. Kim gọi cho chị Khánh Tâm hát live đi hả? Đâu, em đang ở nhà. Em cảm ơn cô Nakun. Cái Tâm ơi, đâu rồi? Hát không? Chuyện tình nắng xưa Nakun. Trong mong quá rồi. Wow, em chào thầy Thân Bạch. Chí Muội à, bài này bao vui nè. Có nhạc của hay là nhạc vui vậy? Đúng rồi. Con gái có khỏe không Liên? Nakul Kim Savia đi ăn hỏi chị Tâm đó đã. Chị Tâm ơi, chị Tâm có muốn hát với em không chị Tâm ơi? Hú hú. Ngân Sally, Ngọc Diễm cho con, có khỏe không? Yến Vi Kim Danh, Thanh Tiền, Như Ý, Thiên Hạnh, Yến Vi, Ngọc Diễm. Để cậu xem, có gì cậu nhắn cho con nha, ông nha Liên. Ngân Sally, chị Tâm hát chung với hai đi. Tâm ơi, mở hình lên đi hát nha. Con chào dì Chiều. Nhưng nay em đã quên rồi tình xưa, bước đi theo chồng đến lòng tôi gió dông tới bời, giọt sầu rơi nghe mặn đắng môi, một mình tôi bên cầu ôm lẻ loi. Vũ Phương cảm ơn em. Trúc Bảo, Khánh Tâm sao mở được đây hả? Đi hai coi. Ủa mở thì sao hai biết chỉ hai chứ. Vô Khánh Tâm mở sao? Chào chào hai đứa nha. Anh Thịnh khỏe không? Kim Sapphire mở sao hai biết mở? Cẩm Tiên Cao, em chào anh Trường Thịnh. Con chưa về dì Chiều ơi. Em mời chị đi chị mới mở được anh. Mời là mời sao? Chị Thanh, Khánh Tâm nhắc vào màn hình. Khánh Tâm mời sao? Trời ơi thiệt á, hai đúng là chú Mùi không biết mời sao hết. Triệu Triệu, ủa mời sao hai biết mời? Để hai mời con, hai biết mời sao ta? Trời trời cái rồi hãy mời Khánh Tâm rồi. Khánh Tâm hãy mời cho nó mở đi. Chú Mùi vậy sao không biết mở, cái mời sao nữa. Tâm ơi, hay mời nó mở đi Tâm. Đó, hay mời Tâm rồi, Tâm mở ra đi. Hồng Lê, Nhỏ Quỳnh, Thoại Khang, Kim. Ủa, hay mở ra Tâm, mở ra đi Tâm. Hồng Lê, khỏe em, Thư Mật. Hãy mời cho mã Tắm. Sơn Tịnh, Hồng Nam Lê, Chí Huỷ. Ngày nào khi em mới vừa nói, chính anh là người gây ra những chút xúc trong trái tim em từ lâu. Lỗi lầm là do chính anh, hay là do chính anh thiếu có lỗi nhưng ta không nhận ra. Hay bấm dấu cộng rồi nè, hay mời em rồi đó Tâm. Đã mời Khánh Tâm rồi. Đúng rồi em. Nói chi những câu ra từ nỗi ra chi thương đau đớn. Ủa Tâm hãy mời rồi mẹ. Leo Lâm. Dạ con chào cô Thiên Hạnh, Như Ý. Khánh Tâm. Đeo như em hay gửi là mời em rồi đó. Hương Ngô. Dạ chưa chị Cơ ơi, em tới cuối tháng mới về. Em chào chị Triệu. Minh Hùng cảm ơn em. Khánh Tâm. Ủa gì kỳ vậy ta. Để hai con ra chờ hai con. Hello, Ruby Nhi. Ủa hai mở với Khánh Tâm rồi mà kỳ vậy? Hay chào các em nha, hay tắt máy đây. Cảm ơn em Ruby, Duy Khuyên Thường, Nhỏ Quỳnh. Thoại Khang. Thôi, cảm ơn các em, chào các em nha. Hãy tạm biệt em, bye bye.